bạn đi ra ngoài nhé, mất chết rồi. Em không nhầm, vốn tình cảm. Vốn tình cảm. Có. Anh đi. Không lạc em nhé, đấy ok. Xin chào mọi người nha, mình Diễn Xu đây. Đấy thì mọi người mọi người biết xong đây mình cười rồi đấy, bọn mình rất là vui đấy. Thì mọi người cũng biết là mình với cả Ngọc bây giờ thì cũng đã làm lành rồi, và hai chị em lại vui vẻ như trước rồi đấy. Thì mọi người cũng biết là người ta bảo rồi mà, sau cơn mưa trời lại sáng, phải bỏ cái kính ra cho nó đỡ xấu đấy, người ta bảo rồi thế đúng không đấy. Thì hôm nay thì mình Ngọc có ra nói chuyện với mình, thì hai đứa cũng đã làm lành và vui vẻ lại rồi. Thì thật sự là mình với cả Ngọc lâu lắm rồi không có những cái cảm giác gọi là tình cảm chị em như ngày trước. Đấy, ngày trước mình với cả Ngọc kiểu như là đi đâu hay làm gì cũng bảo nhau một câu. Đấy, ví dụ Ngọc đi thì mình cũng sẽ đi, và nếu mà Ngọc đi mình không đi. Đấy, thì cũng tính ra cũng sơ được hơn 2 tháng rồi đấy mọi người. Đấy, thì hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ dành cả một ngày đấy để dành cho tình cảm của mình với dành cho Ngọc. Đấy, để cho hai đứa đã tình cảm rồi thì lại càng tình cảm hơn. Đấy, thì bây giờ đi. Nhà mình chưa ăn cơm luôn mọi người ạ. Đấy. Đấy, mình vừa mới sang quán để bảo ông bà ông tiền bè mang hai đứa về mọi người ạ. Đến đây để gặp. Nhìn cái gì mà nhìn? Ô. Ai nghe cho ta? Điều của em. Cười gì mà. Bà ăn cơm chưa? Chưa. Đi xuống ăn cơm. Bà biết hôm nay tôi nấu bao nhiêu món ngon không? Đi. Wow. Cứ cười vậy. Mình mới thèm mới khoát tay nhau, người cũng hơn 2 tháng rồi này. Nope. Anh cũng nhìn em. Ôi ơi, không nhìn xuống ăn cơm ạ. Hôm nay tao nhìn nhầm cái gì? Nhìn nhầm hôm nay không hề bị hoa mắt luôn. Nhưng mà trời đang sắp bão nhỉ? Hôm nay bão. Hôm nay tao chỉ kiếm cái cảnh tượng mà có 1 không 2 hôm nay. Bà cứ ngồi xuống đây đi để tôi làm nước cho. Ngồi xuống đi. Hôm nay bà không cần phải động vào bất kỳ một cái gì hết. Cứ ngồi xuống đây. Nếu mà tôi không động thì anh của anh thiện sẽ là người động. Bà cứ ngồi xuống đi. Ra đây này, ngồi sang bên này, ngồi sang bên này cho nó phong thủy, đúng không? Đấy. Ôi, anh phải lấy đũa với cả lấy bát ra. Không, mày hôm nay để tao xem, để tao chứng kiến được sự khác ngoài vì thật sự. Tao thấy hơi bất ngờ và hơi sốc. Không. Em ngồi để cho nó làm. Chả có cái gì là bất ngờ ạ. Tôi bảo hôm nay bà không phải làm một cái gì hết. Tôi mà không động thì anh Toại phải là người động. Còn bà không cần phải làm. Thầy ơi, anh ra bế bom ở xuống ăn cơm đi. Đấy. Hôm nay sẽ cho bom ngủ với anh nhá. Mày bị điên à? 2 Không, ngủ với tao. 4 Vâng. Ngủ với tao, ngủ với tao. Ngủ với một mình anh ơi. Bố mẹ và tiền diễn là điên à? Đuổi nó đuổi thế nào? Tao ngủ với con này rồi. Ngủ ở đâu? Việc của Ngọc liên quan gì đến anh? Ủa mẹ ơi, phải dân cơ bạn dân cơ mẹ. Mẹ hôm nay chuyện động trời của mẹ. Từ từ. Đây, bà đây xin phép bạn là nhấc mông ra. Con nhìn anh tự nhiên nhìn như anh không quen mẹ. Không quen, không còn mặt. Anh bị sao không quen không? Mọi lần nhìn mày đánh nhau quen, đánh nhau quen rồi giờ tự nhiên. Bởi vì là hơn 2 tháng nay rồi, cho nên là anh nhìn không quen không đúng. Em sẽ không chắc. Đấy, bắt đầu từ ngày mai trở đi là anh sẽ quen. Anh sẽ quen dần với cái cuộc sống gọi là gia đình hạnh phúc và có. Anh hiểu không?
Thế là hôm nay nhân dịp là hai đứa làm lành nên là nấu thì nhiều món ngon thế đúng không? Cả thịt gì ấy, hôm nay nấu nhiều món. Nhưng mà hôm nay em chỉ được ăn rau thôi. Lẫn nè, thôi cho mày. Ăn đây cái gì đấy này. Đúng rồi, em không làm là anh cũng phải làm. Mày đuổi nó ra ngoài thì nó phải làm. Mày đúng 100 người ta phải làm. Thì đã bảo hôm nay là không cần phải động vào cái gì, anh động vào thôi. Thì ý là hôm nay là cho gặp người chơi thì mày làm hết gì? Anh làm. Em làm cùng anh thôi, còn đâu chủ yếu là anh. Ô, bạn đây, bạn đây, bạn đây. Bạn đây. Bạn đừng, nhân cơ hội bạn này. Bạn đi ra, bạn đây, bạn đừng nhân cơ hội nhá. Ô, nói đến mất dần rồi gặp ạ. Này, con này. Mất dần đi, con này đừng đau đâu mà. Diện này nấu làm món nhỉ? Chứ còn gì nữa anh? Sao? Hôm nay nấu toàn món ngon luôn. Được, thì nấu ăn. Cái món gì ấy? Cả món thịt kho luôn bà, thịt đen gọi thịt gì này? Thịt kho. Thịt kho. Thịt kho gì? Ôi, đây cho chúng mày gần nhau ra ngồi mình. Bố mẹ không phải ăn cơm. Mày ăn ngồi chơi thôi em. Nhân tiện nó đang không góp thì người ăn luôn rồi em. Cái này là cái gì? Cái này là chả. Anh ơi, đây là chả của anh ạ. Bố mẹ ăn cơm. Bố mẹ ăn cơm, anh ăn cơm. Ngọc ăn cơm nhá. Ngọc ăn cơm. Bà ăn đi. À, quên đấy, quên thôi. Bố mẹ ăn đi ạ. Không phải thế, nhà, gia đình nó tình cảm con mời bố mẹ ăn cơm. Thôi rồi, thế thế là mừng rồi. Bớt cơm ơi. Đây. Ăn đi. Hai thằng này. Ngon không? Ngon không? Chứ ăn, đó phải ăn được nhiều vào, ăn nhiều thì mới ăn được. Ngon ngon. Ăn đi, ăn bây giờ quá, Ăn đi. Ê mọi người ơi, lúc tối Ngọc có hứa sang phòng mình ngủ rồi. Mà bây giờ vẫn chưa thấy Ngọc đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ sang phòng Ngọc xem là Ngọc đang làm gì nhá mọi người nhá. Cứ để điện thoại đây anh em ạ. Ngồi đợi rất là lâu mà chả thấy. Hay là định hứa xuông. Làm cho mình hớn hà tân sở. Hớn hà lên hảo từ tối đến giờ. Đóng cửa anh em ạ. Bà dậy đi nhé. Đang lếu liêu giỏi luôn ngủ. Bà dậy nhanh lên. Hả? Bà nên nói là. Đấy mọi người ơi, bà cũng biết là từ tối đến giờ tôi đợi bà sang. Bà hứa với tôi là bà sang cái phòng của tôi bà ngủ. Đâm mồm á. Mà bố đang ngủ với tôi làm gì? Nope. Em dặn Ngọc hứa với em từ tối là sang cái phòng em ngủ. Mà em đợi từ tối đến giờ không thấy thì bây giờ em sang đây. Ôi giời ơi hóa ra quên sáng dậy sớm nên mệt. Anh đi ra ngoài. Làm gì? Bây giờ bà một là bà sang phòng tôi, hai tôi ngủ ở phòng bà. Mà thôi phòng tôi thì ông tuyển ông thối á. Ông tuyển ông thối á. Không muốn. Ai? Từ từ. Thế ý mời mày bảo mày ngủ đây mày đuổi tao đi á? Chứ còn gì nữa. Hôm em đã bảo rồi, hôm nay em dành chọn tình cảm cho Ngọc, cho nên là anh phải đi xa chỗ khác, còn em sẽ ngủ với Ngọc. Này, cái chính cái tao đi không có quan trọng, cái quan trọng là Ngọc có đồng ý cho tao đi không đây. Có. Anh đi. Xin mời anh. Thấy chưa? Chính tỏ là Ngọc cũng muốn ngủ với em, không muốn ngủ với anh bởi vì người anh cũng thối như người anh Tuyền. Thế cho nên là hai anh em anh ngủ cùng nhau ở bên phòng của em, còn em với cả Ngọc sẽ ngủ bên phòng này, được chưa? Anh không ngờ đấy em trả lời câu đấy đấy. Chứ còn gì nữa. Ngoài em tôi đợi nếu làm xong rồi đi. Lại. Ô thích thì em ở đây mà không coi em ra gì à? Anh sang bên kia anh cả anh Tuyền làm gì thì làm đi nhiên. Đi luôn.
Mình được đấy, lần sau nhá. Nằm ngủ đi bà. Lần sau tao đi ngủ đâu thì đừng đòi về. Lần sau thì lần sau anh cũng phải ăn vỗ đâu. Ra như đóng em cái cửa vào. Rất vô duyên. Cãi em. Bốn người đang giả công chuyện thì cần vào viện tha đáng. Anh giỡn, anh đủ quên đảo, anh giỡn. Em bảo, thì anh có biết là hơn 2 tháng nay rồi bọn em chưa tâm sự không? Bây giờ phải để cho bọn em những cái riêng tư, cái khoảng thời gian riêng tư chứ. Vợ chồng anh ngày nào cũng kè kè với nhau rồi. Tâm sự ngày hôm nay mà phải tâm sự tối. Tâm sự đêm nó mới có nhiều chuyện hàn huyên. Đàn bà cũng giả. Đàn bà làm sao? Anh đóng em cửa vào. Đóng chặt cái cửa nhá.